Hoan hỷ chào đón Quý Mark, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới Quý Mark, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như Quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ nay tới Tết 2024, bí mật làm điều này, lập tức được thần tài hộ giá, làm ăn chúng lớn, trả sạch nợ nần, từ nghèo khổ bỗng trở thành đại gia, tiền vàng nhét chật két, tiền tiêu thả ga. Thưa anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, có một vị thiền sinh hỏi sư phụ, thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây? Sư phụ đáp, con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau, người đệ tử trở lại, con đã học được tha thứ cho họ sư phụ ạ, thật nhẹ cả người, coi như xong. Sư phụ đáp, chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra thương yêu họ. Người đệ tử gãi đầu, tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ, thì thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo, tốt, bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ, nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy. Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở, anh tuyên bố con đã học được và ghi ơn hết mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười, vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé, họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ. Anh chị Bính Thìn thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi thù hận, giúp anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Vi biết rằng, có rất nhiều anh chị Bính Thìn đang theo dõi video vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó, vì họ đã làm tổn thương đến anh chị, thậm chí nhiều anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi nếu anh chị cứ ôm khư khư sự hận thù và oán ghét, xong rồi cuộc sống của anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn? Dĩ nhiên là những món nợ anh chị đang có, anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống anh chị đang đương đầu, anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm, anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai, anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu cuộc sống này. Nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất, ở đâu đó trong thâm tâm của mình, có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó. Nhưng có người lại học cách tha thứ, tu tâm dưỡng tính, để chuyển hóa nghiệp. Một khi ta đã biết đó là nghiệp quá khứ, thì chớ nên nản lòng, mà thay vào đó là kiên quyết vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp, sau khi khổ tận cam lai, tức là bạn đã trả nghiệp xong. Lúc này hãy sống thiện để tích đức, đức tăng thì nghiệp giảm, từ đó phúc lành sẽ lại ghé thăm nhà bạn, cuộc sống lại hạnh phúc an nhàn mà cũng chẳng còn âu lo phiền muộn. Dù cho gần nửa đời đã trôi qua, thì phía trước Bính Thìn vẫn còn nửa chặng đường nữa phải tiếp bước. Việc nắm rõ vận trình cuộc đời mình sẽ diễn biến ra sao cũng vô cùng thiết thực và chính đáng. Khi đã trải qua 48 năm cuộc đời vất vả ngược xuôi, có giây phút nào tín chủ Bính Thìn chợt thóc mốc mình cố gắng như vậy rồi? Cuối năm 2023 này mình còn lại gì hay không? Nếu muốn biết hãy coi đến cuối lá số tử vi ngày hôm nay nhé! Kính thưa quý vị, xét về quá khứ Bính Thìn, đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả. Đã bao lần Bính Thìn chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Bính Thìn không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Bính Thìn 10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm, nhân tính, hay giản đơn là vận số của Bính Thìn quy định rằng họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này.
Tuy nhiên, cuộc hành trình 10 năm một vòng đại vận đã sắp kết thúc. Bính Thìn hiện tại 48 tuổi đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú. Nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cún, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đủi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc vần xoay, rèn tâm luyện tính cho Bính Thìn, hình thành nhân cách tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Bính Thìn trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn kế mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong Bính Thìn. Theo tử vi phương Đông, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trời sinh vốn mệnh của rồng, nên bất kể làm việc gì, họ cũng có tài lãnh đạo và luôn trong tư thế chủ động. Là người thông minh, khéo léo và rất tinh tế trong quan hệ giao tiếp, nên dù đang làm công việc gì, người tuổi này cũng rất thành thục và đạt được những thành quả rất khả quan. Không những thế, tuổi Bính Thìn luôn có trách nhiệm với bản thân và công việc mình làm, họ có tinh thần mạo hiểm và không bao giờ từ bỏ cơ hội tốt đến với mình. Bên cạnh đó, con giáp này được thần Phật hết sức chở che, nên cũng rất thường hay xây dựng được những mối quan hệ xã hội có ích khi làm nhân viên. Họ nhận được rất nhiều sự yêu thương, quý mến từ bạn bè, đồng nghiệp, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, giao phó cho những công việc quan trọng khi là một người đứng đầu. Người lãnh đạo thì họ sẽ luôn biết cách để quan tâm, chăm sóc và chú ý hơn đến nhân viên cấp dưới, trở thành một nhà lãnh đạo, nhà quản lý, được đông đảo nhân viên kính trọng, quý mến. Nhờ vậy mà công việc của tuổi Bính Thìn cũng sẽ ít đi những muộn phiền, rắc rối, nếu có thì cũng sẽ trở thành bàn đạp để họ có được những thành công lớn hơn ở tương lai. Những người tuổi Bính Thìn nam mệnh rất hiền lành, tài giỏi, linh động, hoạt bát, mềm dẻo và có rất nhiều tài lẻ. Là một trong số những con giáp được sự che chở, bảo hộ của thần Phật và mang trong mình số mệnh phú quý. Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của con giáp này đã có sự tiến bộ, phát triển tốt hơn những người khác. Bản mệnh mang tới sự may mắn vận khí tốt lành cho các thành viên trong gia đình của mình. Nhờ vào họ mà cả gia đình có thể nhận được sự bảo vệ và sự che chở vô cùng, vô tận của thần Phật. Những người cầm tinh con rồng sẽ sớm có được vinh hoa phú quý, tiền bạc dồi dào, công danh thành đạt, sự nghiệp vững vàng. Với tuổi Bính Thìn nữ mệnh trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác, tuy tiền vận có vất vả, gập ghềnh sóng gió. Nhưng trung vận sẽ được bù đắp khi được quý nhân phù trợ giúp sức, tiền bạc sự nghiệp thăng tiến, về hậu vận có cuộc sống sung sướng, gia đạo có nhiều điều tốt đẹp. Bính Thìn sinh năm 1976, khi bước sang năm 2023, phạm tam tai, nên vận trình bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dấu hiệu tiêu hao tài khí, tuy nhiên năm nay lại có ngũ hành tương sinh và sao tốt chiếu mệnh, nên đây sẽ là một năm gặp khá nhiều may mắn, càng về cuối năm các phương diện trong cuộc sống có sự phát triển mạnh mẽ hơn. Người tuổi Bính Thìn có khả năng sẽ tìm được cho mình hướng đi tốt đẹp trên con đường công danh, sự nghiệp và đầu tư thêm một số lĩnh vực nhất định. Mọi thứ bạn làm từ nhỏ đến lớn đều dễ dàng thu được lợi ích, do vậy bạn nên giữ cho mình tâm trí cởi mở tích cực để đón nhận vận may. Vào thời điểm may mắn nhất trong năm Quý Mão 2023, đối với người tuổi Bính Thìn là vào tháng 5, 7, 10, 12 âm lịch, đây là lúc để bạn tỏa sáng, nắm bắt nhiều cơ hội xuất hiện trong cuộc sống, may mắn liên tiếp ùn ùn kéo đến, cuộc sống bất ngờ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp vững chắc ổn định, tài vận dồi dào. Đời sống tình cảm cũng hưng thịnh và hạnh phúc, bạn càng làm việc chăm chỉ, càng gặt hái được nhiều thành công, thần tài và quý nhân luôn sát cánh cùng bạn trên mọi nẻo đường. Đặc biệt vào cuối năm này, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn được các tinh soi chiếu, bạn làm việc gì cũng thuận lợi may mắn hơn trước, lại được quý nhân giúp đỡ, giúp bạn hoàn thành các mục tiêu đề ra, chỉ cần bạn nỗ lực kiên trì thì khó khăn nhỏ phía trước sẽ không thể nào cản đường bạn tiến lên, càng về cuối năm bạn càng tăng tiến nhanh chóng. Gặt hái cho mình nhiều thành quả, cơ hội thăng chức tăng lương cũng nằm trong lòng bàn tay, người kinh doanh buôn bán cũng có một năm thuận buồm xuôi gió, làm ăn thuận lợi, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, tiền bạc cứ ào ào đổ về túi của bạn, mua nhà to hơn, sắm xe xịn hơn, có tiền tỷ cầm tay, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Về chuyện tình duyên gia đạo, trong giai đoạn cuối năm 2023 này, không khí gia đình êm ấm, hòa thuận, tươi vui, tất cả những tranh luận và bất đồng sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Hai bạn tìm thấy được điểm chung, đặc biệt năm nay bạn sẽ đón nhận nhiều hạnh phúc, vui vẻ từ con cái mang lại. Người tuổi Bính Thìn sẽ yên tâm khi con cái sống kỷ luật, trưởng thành hơn. Về sức khỏe của bản mệnh năm 2023,
cũng được dự báo là rất tốt. Bạn có sức đề kháng cao và cơ thể năng động. Nhờ áp dụng một lối sống lành mạnh, sức khỏe của bạn ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, bạn cũng nên hạn chế đi lại đường xa, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông. Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe nhé. Cụ thể, xét về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Bính Thìn cuối năm 2023. Người tuổi Bính Thìn nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chờ đón với nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Đây chính là thời điểm bạn cần cố gắng, tập trung hết sức để khẳng định giá trị bản thân mình, vươn tới một vị trí cao hơn nữa trong tập thể. Dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, bạn có thể nhận ra rằng công việc của mình đang tiến triển suôn sẻ hơn hẳn so với trước kia. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó, thậm chí tìm ra hướng giải quyết mới nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn. Khó khăn xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng không phải là điều gì quá đáng lo ngại. Nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ, cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thậm chí, bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, biến nguy thành cơ, gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng còn thúc đẩy tinh thần, khiến bạn trở nên chăm chỉ quyết tâm hơn. Một khi đã xác định được mục tiêu của mình là bạn sẽ cố gắng đến cùng, không bỏ dở công việc giữa chừng. Nhiều người còn nhờ bản tính cần cù, cẩn thận mà tránh được nhiều lỗi sai không đáng có, giúp tập thể hạn chế được những rắc rối không cần thiết. Thời điểm sự nghiệp của bạn đang có những bước tiến ổn định như thế này, bạn nên tin tưởng hơn nữa vào chính bản thân mình. Sau khi đã gặt hái được thành công, hãy tiếp tục đặt ra những đích đến tham vọng hơn nữa, bạn sẽ sớm ngày vươn tới đỉnh cao. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn luôn phải luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng, để mắt đến mọi việc. Những việc quan trọng tốt nhất nên đích thân xử lý, còn nếu không thể tự mình ra mặt cũng cần giao đúng người, đúng việc để hạn chế bất trắc xảy ra. Để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào cuối năm, người tuổi Bính Thìn có thể xem ngày xuất hành chọn ngày lành tháng tốt vào thời điểm này và lựa chọn hướng Tây Bắc, Bắc và Tây sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Bính Thìn. Năm này sẽ là bạc, đỏ và vàng, con số may mắn cho người tuổi Bính Thìn là số 2, số 5 và số 6. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Bính Thìn âm lịch, nhiều cơ hội làm ăn mở ra với người tuổi Thìn trong khoảng thời gian này. Dù không phải cơ hội nào cũng giúp bạn thu được lợi nhuận một cách nhanh chóng, điều bạn cần chú ý trong khoảng thời gian này là hãy luôn chăm chỉ, quyết tâm, đừng vội bỏ cuộc giữa chừng khi thấy kết quả chưa như ý. Do có tam hợp trợ lực, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác, khách hàng triển vọng, họ có thể giúp cho bạn buôn may bán đắt, thu được lợi nhuận khả quan. Một vài người sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những khách hàng mới hoặc những mối làm ăn mới, giúp bạn nhanh chóng mở rộng mạng lưới kinh doanh. Chuyện đầu tư diễn ra vào khoảng thời gian này cũng khá thuận lợi, tuy nhiên lợi nhuận chưa đổ về túi của bạn nhanh chóng, bản mệnh cần kiên định với định hướng của bản thân. Đừng nóng vội khi chưa nhận được lợi nhuận, có một số khoản bạn cần phải chờ đợi một thời gian mới có thể thu được trái ngọt. Người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng sẽ nhận được lời khen ngợi của cấp trên với một mức thưởng tương xứng. Mọi công sức của bạn rồi sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai, vì thế bạn đừng ngại khó khăn, vất vả. Về phương diện sức khỏe, dự báo tử vi tuổi Bính Thìn cuối năm 2023 về phương diện sức khỏe cho thấy thời gian này bạn nên vận động nhiều hơn. Để giải quyết tình trạng tăng cân không lành mạnh hiện tại, bạn nên thực hiện chế độ ăn kiêng và uống đủ nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, hãy luôn ngủ đủ giấc, vì điều đó rất tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Đừng bỏ qua những bệnh vặt, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay khi có triệu chứng mệt mỏi. Đồng thời, người tuổi Bính Thìn cần phải chú ý kiểm soát những đồ ăn, thức uống tiêu thụ vào cơ thể, không sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Để giúp sức khỏe của bạn tốt hơn, cần giữ bình tĩnh và thoải mái khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Dù đó là vấn đề sức khỏe của bản thân, người thân hoặc thành viên trong gia đình, cần cân đối thời gian làm việc, vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Bính Thìn cuối năm 2023. Con giáp tuổi Bính Thìn hay gặp phải căng thẳng bên ngoài, bù lại, bầu không khí trong gia đình sẽ giúp bạn có cảm giác vui vẻ, dễ chịu trong thời điểm cuối năm này. Cũng hứa hẹn đem lại cho bạn nhiều điều phấn khởi và những kế hoạch mới. Nhờ có tam hợp nâng đỡ mà vận trình tình cảm của con giáp tuổi Bính Thìn lúc này rất tốt, thật sự là điểm sáng trong tháng này. Những người độc thân đừng ngại nhận lời mai mối từ người quen, vì chính bạn từ lâu cũng đã có cơ hội gặp gỡ hay làm quen thêm được ai đâu. Ngoài ra, nếu có cơ hội đi ra ngoài hội họp, nên chú ý hơn tới vẻ ngoài của mình. Khi bạn tự tin thể hiện vẻ quyến rũ của mình,
trong những buổi gặp gỡ mọi người, chắc chắn sẽ có đối tượng bị bạn thu hút. Thời gian này, những người tuổi Bính Thìn có gia đình cũng cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ một nửa của mình. Bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cảm nghĩ của bản thân, thẳng thắn trong việc xử lý vấn đề. Nếu giữa hai người xảy ra hiểu nhầm, thế nên căng thẳng không kéo dài và hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. 1. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ nay tới cuối tháng 11 âm lịch. Nếu giai đoạn đầu tháng khá trầm lắng, thì tuổi Bính Thìn được dự báo chính là một trong những con giáp gặp may cuối tháng 11 năm 2023 âm lịch này. Dưới sự che chở của các tinh, bản mệnh gặt hái được không ít thành công trong kinh doanh, sự nghiệp, nhanh chóng thăng tiến. Tuy nhiên, bản tính của Bính Thìn đôi khi có phần hấp tấp, vội vàng, do đó để bảo vệ được vận may của mình, bạn nên làm mọi việc thật thận trọng và tránh đưa ra các quyết định khi đang nóng nảy, thiếu tỉnh táo. Giai đoạn cuối năm vô cùng quan trọng, nên bạn cũng có những chiến lược phát triển cụ thể để phát huy bản thân tốt nhất. Những ý tưởng thể hiện tầm nhìn xa của bản mệnh đang cho thấy hiệu quả chính xác, lợi nhuận cũng liên tục đổ về là minh chứng rõ ràng nhất. Khoảng thời gian này bạn càng chăm chỉ, lại càng dễ gặp may, dù đầu tư, hợp tác tìm dự án mới hay đàm phán hợp đồng, bạn cũng sẽ thực hiện rất tốt trong thời gian này. Sự tự tin cũng giúp mang lại thành công cho bạn, nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và hướng về phía trước. Quý nhân, Dậu, Hợi, Tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc cát tường, trắng, đỏ, con số may mắn 02, 8, 59. 2. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 12 âm lịch. Vào tháng 12 âm này, tuổi Bính Thìn đôi lúc sẽ cảm thấy khá đuối sức vì bạn đang bước chân vào giai đoạn chạy nước rút. Hãy cố gắng hoàn thành những công việc còn đang dang dở, tránh ôm đồm thêm những đầu việc mới vì sẽ gây sao nhãng cho bản thân. Tử vi tháng chạp năm Quý Mão của tuổi Bính Thìn khá tốt, cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng, có thể nói đây là tháng thu hoạch của những chú rồng. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả cực khổ cũng đã hái được trái ngọt, bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cất nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó tăng lên, mệnh chủ may mắn khi có quý nhân thiên đức luôn ở bên. Tháng vượng quý nhân nên mọi sự rồi cũng êm ả qua đi, con giáp này phản ứng khá nhanh trước vấn đề nên nhanh chóng xử lý được tình huống phát sinh, không để cho hậu quả lan ra, đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công việc, nhờ thế mà công sức bỏ ra vẫn được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Tháng cuối năm tiền bạc rủng rỉnh trong tay, con giáp này thoải mái kê cao gối ngủ, không phải căng thẳng để tính toán, bản mệnh có nhiều nguồn thu trong tháng. Ngoài thu nhập từ công việc chính còn được thưởng nóng bên ngoài, được đối tác biếu xén, khách hàng lại quà, tóm lại là ví tiền lúc nào cũng trong tình trạng căng phồng. Các khoản tiền vay mượn trước đó tưởng không còn khả năng thu hồi lại, thì bỗng dưng nhận về, quả là niềm vui bất ngờ đối với tuổi Bính Thìn. Mặc dù vậy, không thể không nhắc đến vô số khoản mà con giáp này phải chi ra trong tháng. Nếu không có các khoản này thì có lẽ tuổi Bính Thìn đã sớm phát tài, phát lộc, rồi cũng nên cuối năm phải mua sắm biếu xén quà cáp, đi lại giữa các nơi, tưởng chừng không có gì nhiều nhưng cộng lại cũng thành cả khoản lớn khổng lồ. Cần kiểm soát tài chính cho tốt để tránh mua sắm lãng phí quá mức, bạn hãy để riêng một khoản tiết kiệm cho mình quý bản mệnh nhé. Về phương diện tình cảm, tuổi Bính Thìn trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão sẽ đón tin vui, người độc thân tháng này đào hoa vận không tồi, có hy vọng tìm thấy một nửa của mình, tình cảm phát triển khá nhanh, bản mệnh có thể sớm nghĩ tới chuyện trăm năm hạnh phúc, còn các cặp vợ chồng con cái vui vẻ quây quần sửa soạn đón Tết, nhờ đó tinh thần của tín chủ luôn vui vẻ hân hoan, nên sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại. Quý nhân, Thìn, Tuất, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 11, 93, 44. Thưa quý anh chị tuổi Bính Thìn 1976, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết, được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới, theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt, thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Bính Thìn nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Bính Thìn, đồng thời
ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Bính Thìn nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Bính Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, tốt, Mậu Tý 1948, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Canh Tý 1960, khá, Giáp Tý 1984, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Tân Dậu 1981, khá, Nhâm Thân 1992, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Bính Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 là Canh Dần 1950, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Quý Mão 1963, xấu, Quý Sửu 1973, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý,
đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo, còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà. Hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Quý vị thân mến, người tuổi Bính Thìn là những người mạnh mẽ và có tham vọng lớn. Họ khao khát được chứng tỏ bản thân bằng chính năng lực của mình. Họ cũng đặt ra các mục tiêu hoài bão lớn và nỗ lực thực hiện. Hơn nữa, vận số của người tuổi Bính Thìn thường may mắn nên làm việc gì cũng thuận lợi. Nhờ đó, con đường sự nghiệp của những người này phát triển rộng mở, đặc biệt nhờ lòng tốt, sống bao dung mà đường đời của người tuổi Bính Thìn thường được hưởng an nhàn và may mắn. Được quý nhân phù trợ, gia đình yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc, con cái đề huề, tài vận dồi dào, no đủ và ít gặp phải các biến cố lớn. Quý vị thân mến, mỗi người sinh vào những tháng sinh khác nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt. Vậy vận số của người tuổi Bính Thìn ra sao? Sinh vào thời điểm nào mới được giàu sang phú quý, đường đời suôn sẻ? Cùng Minh Đường tử vi xem vận mệnh người tuổi Bính Thìn xét theo tháng sinh âm lịch nhé. Tuổi Bính Thìn sinh tháng Giêng, là người có ý chí, có hoài bão, có thể thành công. Người này thương người, hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, phúc phận gia đình không nhiều, dễ gặp phải chuyện phiền phức, công việc nhiều trắc trở. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 2, theo lịch âm dương, tháng 2 là tiết kinh chập, rồng bay lên trời, tuổi Bính Thìn gặp được nhiều may mắn, đại cát, đại lợi, công danh sự nghiệp vinh hiển, quyền cao chức trọng, mọi người kính nể. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 3, tháng tam hợp địa chi, thân, ý, thìn, tuổi Bính Thìn vận số tôn quý, hưởng phúc lộc, người tài dẫn dắt, tương lai công danh đỗ đạt, gặt hái nhiều tài lộc, vinh quang. Nam nữ tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 3, có thể chọn kết duyên với người bạn đời có tuổi Thân, sinh tháng Chạp âm lịch, hoặc tháng Tý, sinh tháng 7 âm lịch. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 4 là người nho nhã, lịch thiệp, khiêm tốn, họ được bạn bè đồng nghiệp yêu quý. Sinh tháng này bản mệnh sức khỏe dồi dào, tinh thần tích cực, mọi việc đều suôn sẻ thành công. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 5, tháng 5 tiết mang trùng, tuổi Bính Thìn có số đại phú, đại quý, làm ăn gặp thời, buôn may bán đắt. Nếu đi theo con đường chính trị thì chức bậc lên cao, để lại tiếng tăm vang dội. Tuy nhiên, cần chú ý kết giao để tránh bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 6. Tuổi Thìn sinh tháng 6 có bộ địa chỉ trong tứ hành xung, bản mệnh lập nghiệp từ sức của chính mình, ít được cha mẹ, anh em giúp đỡ, tương lai cố gắng nỗ lực mỗi ngày, hậu vận cuộc sống ổn định, bình yên.
Tuổi Bính Thìn sinh tháng 7. Sinh tháng 7, tuổi Bính Thìn hưởng phúc lộc tổ tiên, công danh, sự nghiệp, tình duyên đều tốt đẹp, gia đình hòa thuận, con cháu thành đạt. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 8. Tháng 8 tiết Bạch Lộ, tuổi Thìn sinh tháng này yêu thích khám phá, sống chân thật, họ thích làm việc thiện giúp đỡ những người xung quanh. Cũng nhờ đó mà con đường phát triển bản thân thuận lợi, quý nhân phù hộ. Các cụ ta thường nói, giúp người, người lại giúp ta, lấy phúc đức làm của theo ta trọn đời. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 9. Tuổi Thìn sinh tháng 9 là những người có hoài bão, ý chí lớn lao, họ đặt ra mục tiêu và chinh phục đến cùng, tương lai công danh vinh hiển, đạt được nhiều thành tựu, người người nể trọng. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 10. Sinh tháng 10 tuổi Bính Thìn ổn định, tài lộc ở mức khá, sinh vào tháng này, tuổi Thìn thường không thích ganh đua, sống an phận, do vậy, tiền tài không nổi trội, nhưng họ luôn có tinh thần thanh thản, hài lòng. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 11. Tháng 11 là tiết Đại Tuyết, tuổi Bính Thìn có tam hợp cục, thân, ý, Thìn, vận số gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, sự nghiệp và công danh đều thăng tiến như ý muốn, cuộc sống giàu sang, sung túc, khá giả. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 12. Sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, tuổi Bính Thìn thời trung vận gặp nhiều gian nan, khó khăn trong công việc, may nhờ có tài đức, năng lực, chăm chỉ mà bản mệnh vượt qua được thử thách, hậu vận cuộc sống ổn định bình an. Quý vị thân mến, cuộc đời là vòng luân hồi của sự giàu có và nghèo khổ, con người chúng ta có lúc thành công thì cũng không tránh được khi xa cơ lỡ vận. Cổ nhân có câu, phú quý không kết ba bạn, nghèo khó không tìm ba người, mong muốn nhắn nhủ thế hệ sau, bất kể nghèo hay giàu, hãy kết giao với những người phù hợp. Có như vậy thì người giàu mới duy trì và tích lũy được thêm tài sản, người nghèo khó nhanh thoát khỏi nghịch cảnh mà vươn lên. Người giàu không kết giao với ba loại bạn. 1. Người chỉ quan tâm đến lợi ích. Có những người chỉ quan tâm đến lợi ích của mình và chỉ kết giao với bạn vì lợi ích của người ta. Khi bạn giàu có, họ rất thích quan tâm kết giao với bạn. Khi bạn khó khăn, họ hầu như sẽ biến mất. Sau tất cả, thứ họ thích nhất là tiền của bạn. Khi bạn không có tiền tài, quyền lực, họ sẽ rời bỏ bạn. Vì vậy, bạn chớ kết giao với những người chỉ biết lợi dụng người khác. 2. Người theo chủ nghĩa khoái lạc. Những người theo chủ nghĩa khoái lạc luôn muốn né tránh khổ đau, mưu cầu lạc thú và dễ bị những ham muốn nuốt chửng. Giao du với những người này bạn dễ cuốn theo những cuộc vui của họ, tiêu tốn tài sản không đáng và dễ sinh ra lười biếng, ỷ lại, chỉ thích ăn không ngồi rồi, mà lười biếng lại là con đường nhanh nhất để hủy hoại một con người. Đó là lý do người thế hệ trước tin rằng, khi đã giàu có, chúng ta cần tránh xa những người lười lao động, không có chí tiến thủ, mà chỉ biết ham vui. 3. Người hành động không màng đến đạo đức. Đạo đức quyết định đến hành vi của con người, người xưa luôn cho rằng làm người chắc chắn không thể sống thiếu đức hạnh. Đất nước không thể thịnh vượng khi người dân không màng đến đạo đức, vừa có tài, vừa có đức, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Có tài nhưng không có đức thì cơ hội có hạn, vừa không có tài, vừa không có đức thì chẳng có ai coi trọng. Những người coi thường đạo đức là đối tượng chắc chắn người giàu phải tránh xa, kết bạn càng lâu càng dễ lệch lạc trong suy nghĩ. Người nghèo đừng tìm sự giúp đỡ từ ba loại người. 1. Người coi thương bạn. Thực tế cuộc sống con người luôn có lúc thất thế, lúc đó bạn mới nhìn thấu được những mối quan hệ xung quanh, chắc chắn sẽ có người chỉ chờ, khi bạn gặp sóng gió sẽ tỏ ý coi thường bạn. Với những người như vậy, dù khó khăn đến mấy, người đang trong tình cảnh nghèo khó, cũng đừng mở lời với họ, bởi họ gần như sẽ không chịu giúp bạn, mà chỉ lấy những khó khăn. Thất bại bạn vừa trải qua trở thành chủ đề bàn tán, họ cũng sẵn sàng dùng những lời châm biếm, cay nghiệt và làm bạn dễ nhụt chí, không có động lực thoát khỏi nghịch cảnh. 2. Người không biết ơn bạn. Với những người bạn từng giúp đỡ, nhưng nay biết bạn khốn khó, không có động thái muốn hỗ trợ bạn, dù họ hoàn toàn dư giả tài chính, đủ để thấy những người này không hề có khái niệm biết ơn, càng không đặt bạn trong tâm trí họ, vậy nên bạn càng không nên tiếp tục giao du với họ, để tránh tiếp tục tránh đặt niềm tin và cả lòng tốt nhầm chỗ. 3. Người giúp bạn vì động cơ. Nếu bạn tìm đến sự giúp đỡ của một người và họ ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của bạn, hãy cảnh giác. Bởi có thể họ giúp bạn không phải vì mối quan hệ thân thiết hay đơn thuần là thấy khó giang tay cứu giúp, mà bởi họ có động cơ khác. Để nhận được sự hỗ trợ từ họ, có thể bạn sẽ phải trả một cái giá đắt hơn thế. Hoàn cảnh nghèo khó dễ làm chúng ta trở nên cảm tính, không suy nghĩ lý trí. Nhưng cũng đừng vì khó khăn mà dễ dàng chấp nhận đánh đổi với những người này, bởi bạn hoàn toàn không biết họ đang suy tính gì trong đầu. Quý vị thân mến, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ tử vi cuối năm 2023 dành cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh, sự nghiệp,
sức khỏe và gia đạo của mình. Nếu quý vị nào muốn được tư vấn riêng, thì quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày, tháng năm sinh, giới tính và vấn đề cần giải đáp ở bên dưới phần bình luận của video này. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn cũng nhớ hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày quý vị nhé. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống.